đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu, bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Nhưng em biết không, có biết bao người con gái, con trai trong 4.000 lớp người giống ta lớn tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Biết bao người con gái, con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Ôi tổ quốc, nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông,